Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsa Avenue, suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Phương Thanh mời quý vị nghe tiếp bản tin của Diễn đàn Trái Chiều với bình luận gia Vũ Linh. Bản tin kế tiếp, thưa quý vị, nhiều dân Mỹ ủng hộ Trump hơn Biden. Cơ quan thăm dò INI Tip cho biết kết quả thăm dò mới là 23% dân Mỹ muốn ông Trump ra tranh cử lại, trong khi chỉ có 19% muốn cụ Biden ra tranh cử lại thôi. Kinh hoàng hơn nữa là ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ chỉ có 29%, là chưa tới 1/3 muốn cụ Biden ra tranh cử lại, đặc biệt trong khối cử tri nòng cốt của đảng Dân Chủ. Là khối trẻ trong hạn tuổi từ 18 đến 24 tuổi, chỉ có 11% ủng hộ cụ Biden, trong khi có tới 23% ủng hộ Trump. Khối phụ nữ 14% ủng hộ cụ Biden, trong khi 20% ủng hộ Tổng thống Trump. Khối Mỹ gốc Latin 12% cho Biden và 22% cho Trump. Không có thăm dò trong khối cử tri gốc Việt, nhưng chắc trong khối các cụ vẹt, 99.9% phóng lao vẫn kiên trì theo lao vì tự ái cá nhân, không thể nhìn nhận mình đã sai. Bất kể những đại họa mà anh Noah nêu ra mà họ cũng đang trải qua như tất cả mọi người, có phải không thưa các cụ? Ông Ari Fleischer, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Bush con, thì tiên đoán là cụ Biden sẽ ý thức được thất bại nên sẽ không ra tranh cử lại vào năm 2024. Và trong nội bộ đảng Dân Chủ sẽ có đại chiến với cả mấy chục ứng cử viên ra tranh giành vì không ai phục bà phó Kamala, vì không ai tin đa số dân Mỹ sẽ bầu cho bà. Bản tin kế tiếp là bản tin về Tổng thống Trump. Bầu sơ bộ Cộng hòa tại Ohio. Thứ ba vừa rồi, đảng Cộng hòa đã có bầu sơ bộ chọn ứng cử viên ra tranh chức thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho Ohio cuối năm nay. Ông J.D. Vance đắc cử, cuối năm sẽ ra tranh cử chống ông Tim Ryan, ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Ông Vance là ứng cử viên trước đây đứng hạng 3 và bị đe dọa là phải bỏ cuộc vì hết tiền. Sau đó, Tổng thống Trump lên tiếng chính thức hậu thuẫn ông. Bất ngờ hậu thuẫn của ông Vance tăng vọt trong khối cử tri Cộng hòa. Tiền yểm trợ ào ạt vào đưa đến thắng lợi của ông. Ở đây xin mở ngoặc, ứng cử viên Tim Ryan của đảng Dân Chủ thuộc loại bảo thủ nặng cũng đã từng bị gọi là Trump của đảng Dân Chủ. Do đó, bất kể ông Vance hay ông Ryan thắng cũng đều có nghĩa là Trump thắng, đó là chính trị Mỹ. Ngoài ông Vance ra, ông Trump cũng đã lên tiếng ủng hộ tổng cộng 22 ứng cử viên dân biểu Cộng hòa tại Ohio và Indiana. Và kết quả là cả ông Vance lẫn tất cả 22 ứng cử viên đó đều đã đắc thắng hết. Chiến thắng của ông Vance và các ứng cử viên khác được hậu thuẫn của ông Trump đã làm cho đảng Dân Chủ điên đầu, vì hiển nhiên tiếng nói và hậu thuẫn của ông Trump vẫn còn cực lớn. Bản tin kế tiếp, đại bồi thẩm đoàn giải tán vì lùng không ra rác để đánh Trump. Sau hơn 3 năm vào đủ thùng rác để tìm rác đánh Trump, đặc biệt là bỏ cả mấy năm ra đòi cho bằng được, rồi nghiền ngẫm hồ sơ 6 năm thuế của Trump và đại tập đoàn Trump Organization, công tố tiểu bang New York đã bỏ cuộc vì không tìm thấy một cọng rác nào. Tân công tố da đen của Manhattan là ông Alvin Bragg thuộc đảng Dân Chủ đã cho biết đóng cửa cuộc điều tra cho đến khi có tin tức gì mới lạ. Ông cũng cho giải tán đại bồi thẩm đoàn cả mấy năm nay đã ngồi ngáp gió không có chuyện gì làm. Bản tin kế tiếp, các con của Trump hợp tác với Ủy ban điều tra 6 tháng 1 năm 2021. Ủy ban điều tra về biến động 6 tháng 1 năm 2021 đã mời các con của Tổng thống Trump ra điều trần về vụ biểu tình bao vây Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 và tất cả đã nhận lời hợp tác ra điều trần. Việc hợp tác này đối nghịch với việc Trump yêu cầu các phụ tá cao cấp từ chối ra điều trần, khiến một vài người đã bị Hạ viện phán tội khinh thường Quốc hội. Truyền thông phe ta và dĩ nhiên vài con vẹt tị nạn mù mờ chỉ giỏi nhai lại đã mau mắn xuyên tạc và khai thác tố Trump ma giáo, một mặt ra lệnh phụ tá không hợp tác để họ đi tù,
mặt khác cho các con hợp tác để chúng khỏi đi tù, và các con sẵn sàng phản lại bố ngay, sẽ khui hết để bố đi tù trong khi chúng khỏi đi tù. Lập luận ngớ ngẩn khó có thể ấu trĩ hơn coi thường hiểu biết của thiên hạ. Sự thật là các phụ tá của Tổng thống Trump làm việc bị chi phối bởi quy luật gọi là đặc quyền hành pháp, và Tổng thống Trump chỉ muốn bảo vệ các đặc quyền đó khi ông kêu gọi họ không ra điều trần. Trong khi các con, kể cả con gái và con rể mang danh cố vấn nhưng không là công chức, không lãnh lương nhà nước, không bị chi phối bởi luật đặc quyền hành pháp, nên các con tha hồ ra điều trần. Việc hợp tác này chứng tỏ rõ ràng, ông Trump và các con chẳng có gì phạm tội, chẳng có gì phải sợ không dám ra điều trần và nói sự thật. Bản tin kế tiếp. Noam Chomsky nhận định về Trump. Triết gia Noam Chomsky, một người có tư tưởng cực tả nhất, nổi tiếng là chống chiến tranh Việt Nam mạnh nhất, một loại Jean-Paul Sartre hay Bertrand Russell của Mỹ, đã lên tiếng nhận định về cuộc chiến Nga đánh Ukraine. Một nhận định hết sức lạ lùng trong cương vị một ông cực tả đã từng không ngớt xỉ vả Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên TV, ông Chomsky nhận định không có một lãnh tụ Mỹ hay Âu Châu nào, kể cả cụ Biden, hiện nay có đủ khả năng và bản lãnh bằng ông Trump để ngăn chặn Putin, giải quyết chiến tranh trong ngoại giao. Cũng theo ông Chomsky, dưới thời Trump, Nga đã không đánh Ukraine chính vì chính sách ngoại giao mềm dẻo của Trump, cầm chân Putin nhưng cũng không dồn Putin vào chân tường hay cho Putin lý do để đánh Ukraine, một việc ít người dám nhìn nhận. Bản tin kế tiếp, Biden công kích cử tri của Trump. Cụ Biden đã lên tiếng công kích nhóm cử tri của Trump là nhóm cuồng tín nhất trong lịch sử chính trị của Mỹ. Nghe ghê gớm thật, cho đến khi coi lại thì không phải là nhóm mà là những người ủng hộ Trump là gần 75 triệu người, hay gần một nửa số cử tri đi bầu là 47%. Nghĩa là theo cụ Biden, cả nửa nước là cuồng tín nhất lịch sử. Chỉ những người ủng hộ cụ, bầu cho cụ mới là không cuồng, đầu óc tỉnh táo như chính cụ vậy. Các chính khách dân chủ cũng như các trí thức cấp tiến luôn luôn có thái độ trịch thượng, coi thiên hạ như cỏ rác, chỉ có mình là thông minh, hiểu biết, thiên tài, còn tất cả những người khác đều là ngu, điên cuồng. Còn nhớ bà Hillary phán bọn Cộng hòa chỉ là một cái rổ của đám đáng phỉ nhổ. Để rồi bà được mời về nhà chơi với cháu ngoại. Cụ L.M. Biden không học được bài học của bà Hillary, vẫn phỉ báng cả nửa nước. Và thưa quý vị, một nửa nước cuồng tín nhất lịch sử, còn một nửa kia thì có phần nhiều là toàn là những bóng ma không thôi, toàn là những người đã khuất rồi, thì cuồng tín hay không cuồng tín thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Thành thử ra tất cả những cái gì mà Phương Thanh thấy từ khi ông Joe Biden ông lên làm tổng thống tới giờ, ông mới làm toàn những chuyện mà nó trái khuấy, xong rồi cứ bắt chước tổng thống Trump nhưng lại cứ đổ thừa rồi lại cứ nhận vơ vậy thôi, nhưng mà thật sự là không biết xấu hổ, nói thật là không biết xấu hổ. Bản tin kế tiếp, bồi hoàn quỹ vận động tranh cử. Nhắc lại thành phố DC kiện Tổng thống Trump và tập đoàn Trump Organization năm 2017 đã xài $1 triệu từ quỹ đóng góp vào lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump để mở tiệc khoản đãi thân hữu, không chính thức liên quan gì tới lễ tuyên thệ. Trump Organization khẳng định, tiếp tân trực tiếp liên hệ tới lễ tuyên thệ. Vụ kiện đang dở dang thì tập đoàn Trump Organization cho biết thỏa thuận hoàn trả lại $750,000 cho DC, chấm dứt vụ kiện. Trump Organization giải thích lý do thỏa thuận là việc tập đoàn này đang giao bán khách sạn Trump Tower nên cần giải quyết vụ tranh kiện nhỏ này gấp mới bán được. Trump Tower là một cao ốc cực sang ngay trung tâm New York với cả mấy chục hay là mấy trăm apartments được bán với giá từ 1.5 triệu tới $5 triệu một cái, 750.000 Mỹ Kim, chưa mua được một nửa cái studio, chỉ đủ trả cho một bữa tiệc. Bản tin kế tiếp, thức tỉnh khùng điên. Một trường mẫu giáo tại thủ đô Washington với học trò chỉ mới có 4 tuổi, mở lớp dạy về kỳ thị chủng tộc. Giảng dạy học trò là dân da trắng, dám là đám dân ăn trên ngồi chốc, được hưởng cái gọi là biệt đãi vì da trắng. Do đó, các học trò phải tích cực phá vỡ những biệt đãi đó. Đặc biệt, các em nhỏ này cần phải mạnh dạn đứng lên tố cáo và nêu danh những ai là kỳ thị trong gia đình, bố mẹ, anh chị em của các em nữa. Cái này dân Việt ta quá quen thuộc với kinh nghiệm Việt Cộng bắt trẻ con ra khai với công an là bố mẹ dám ăn lén thịt gà. Kẻ này hết ý, chỉ không biết các bậc phụ huynh gốc Việt đã hồ hởi ủng hộ cụ Biden và Đảng Dân Chủ nghĩ sao? Bản tin kế tiếp, Biden lại nói nhầm. Trong buổi tiếp tân tuần rồi tại Tòa Bạch Ốc, ăn mừng chấm dứt lễ nhịn ăn của Hồi giáo Ramadan, cụ Biden đã hùng hổ tuyên bố đại khái như sau.
Delaware là tiểu bang nhỏ nên chưa bao giờ có thượng nghị sĩ. Dĩ nhiên, cụ quên mất chính cụ đã là thượng nghị sĩ của Delaware trong sấp xỉ 40 năm. Thật ra ý cụ muốn nói Mỹ chưa bao giờ có tổng thống nào xuất thân từ Delaware. Nhưng đầu óc của cụ đã không còn kiểm soát được cái miệng cụ nữa. Nghĩ một đàng, nói một nẻo. Mai này ra lệnh giúp Ukraine đánh Nga, nói nhầm thành ra lệnh giúp Nga đánh Ukraine thì cũng chẳng có gì lạ. Bản tin kế tiếp, tin về Covid. Thống kê mới nhất cho thấy dịch Covid vẫn chưa tha cho Mỹ, vẫn tiếp tục đánh Mỹ qua các biến thể con cháu đủ loại. Tin mới nhất của Time cho thấy số người bị nhiễm trong 2 tuần qua đã tăng tới gần 54%, tổng cộng từ ngày đầu đến giờ lên tới 81.4 triệu người. Tin tốt hơn là dù vậy, số người chết đã tiếp tục giảm mạnh, giảm hơn 25% trong 2 tuần qua. Tổng số người chết ở Mỹ cho đến nay là chưa tới 1 triệu. Trên thế giới, tổng cộng đã có tới hơn 500 triệu người bị nhiễm và 6.3 triệu người chết. Tin mới nhất là một biến thể mới được khám phá ra có tên là BA.2.12.1, cũng lại mang tính lây lan mạnh hơn các biến thể trước đây mà cũng lại chẳng giết người bao nhiêu. Tóm lại, COVID vẫn tiếp tục biến thể, ngày càng dễ lây lan nhưng cũng ngày một vô hại, trở thành một thứ cúm mà trong tương lai thiên hạ sẽ phải đi chích ngừa hàng năm như đi chích ngừa flu mỗi năm thôi. Tin tiếp theo, tin quốc tế nói về Ukraine. Bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và một phái đoàn dân biểu Mỹ, toàn là dân biểu dân chủ, không có một vị Cộng hòa nào, đã viếng thăm Ukraine và thảo luận với Tổng thống Zelensky. Vì lý do an ninh, cuộc viếng thăm đã không được thông báo trước. Biden xin Quốc hội thêm 33 tỷ đô để yểm trợ Ukraine, lại một nỗ lực xoáy mạnh vấn đề Ukraine như một cách lái dư luận khỏi những thất bại khác. Giáo hội chính thống Nga Russian Orthodox Church đã chính thức làm lễ ban phước lành cho các vũ khí giết người nhiều nhất của quân lực Nga. Chắc là xin cầu Thượng Đế giúp những vũ khí này đủ hữu hiệu, giết càng nhiều dân càng có phước. Chính quyền Ukraine cố gắng tổ chức di tản thường dân khỏi Mariupol đang bị Nga bao vây cô lập, pháo kích mỗi ngày. Có tin Nga chuẩn bị chiến tranh lớn chống cả khối Âu Mỹ, tức là có đại chiến thứ ba. Bản tin này có chấm hỏi. Phần Lan loan tin sẽ chính thức xin gia nhập NATO ngay sau khi loan tin đã mở cuộc tập trận lớn cùng với Mỹ và vài thành viên NATO khác. Nga cảnh cáo Phần Lan đang đi theo con đường của Ukraine, đe dọa và khiêu khích Nga sẽ phải hứng chịu hậu quả tương tự. Đức Giáo hoàng Francis lần đầu tiên tuyên bố NATO cũng có phần trách nhiệm khi khiêu khích và đe dọa Nga khiến Putin phải ra tay. Ukraine loan tin đã đánh chìm thêm 2 chiến hạm lớn của Nga. Tình báo Ukraine cho biết có tin Putin ra kế hoạch chính thức tuyên chiến với Ukraine, nhưng lại ấn định thời hạn đánh tới cuối tháng 9 năm nay là tối đa, không rõ vì nguyên nhân nào. Ngay sau đó, một tướng Nga cải chính, không có chuyện Nga tuyên chiến mà vẫn chỉ là một chiến dịch quân sự. Military operation thôi. Theo tin tình báo của Anh, 1/4 quân lực Nga đã bị tiêu tan trong cuộc chiến của Ukraine. Theo tin Washington Post, ngày Nga tấn công Ukraine, Putin đã mời 37 tài phiệt có ảnh hưởng lớn nhất đến họp tại Điện Cẩm Linh để giải thích việc tấn công Ukraine. Không rõ nội dung cuộc nói chuyện, chỉ biết sau đó một nửa các đại tài phiệt đã tháo chạy ra khỏi nước. Chính phủ Ý tịch thu du chuyển giá trị 700 triệu đô của Putin. Bản tin kế tiếp, Putin có thể phải mổ vì ung thư. Tin của báo Anh The Sun cho biết, Tổng thống Putin có thể sẽ phải đi mổ vì ung thư và vắng mặt một thời gian, trong khi vắng mặt, quyền hành sẽ tạm nằm trong tay đại quan Nikolai Patrushev, người đang chỉ huy quần máy an ninh sắt máu của Nga. Và thưa quý vị, bản tin đến đây là chấm dứt. Và chúng ta thấy mấy cái chuyện mà nó lùm xùm như thế này, mỗi một tuần là chúng ta đều được nghe, khi mà qua tuần là bắt đầu được nghe bình luận gia Vũ Linh, ông viết những bản tin có thể là lác đác ở trong những chương trình ngày thường. Phương Thanh cũng có một bài tin cũng vậy, nhưng mà mình chỉ loan tin mà không có những cái phần bình luận rất là vui vẻ và nó dí dỏm lắm, giống như cuộc bình luận gia Vũ Linh thôi, cũng như là những cái tin mà nhất là tin những về cụ Biden nói nhầm, thì Phương Thanh thấy là nó rất là vui. Bởi vậy cho nên nghe bản tin của bình luận gia Vũ Linh mình không có cảm thấy nó chán, chứ nếu mà nó chán thì Phương Thanh cũng không dám liên tục để mà gửi đến cho quý vị như vậy. Và một cái bản tin nữa Phương Thanh muốn gửi đến là cái hiện nay thì những cái tin về về
những cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó có những cái hơi có hơi mâu thuẫn với nhau. Ukraine thì nói khác và Nga thì lại nói khác. Thành thử ra có một cái bản tin mà họ nói là tình báo Mỹ có đang giúp Ukraine giết tướng Nga hay không. Tại Nga nói là hiện nay là có thể có tới 12 tướng của Nga đã chết rồi, không kể những tá và những sĩ quan cao cấp của Ukraine như là các đại tá, trung tá, các tá và các vị sĩ quan cấp úy chẳng hạn thì chết rất nhiều rồi, và binh lính cũng bị tổn thương nói là quá nhiều. Thì ở tin từ Washington hiện nay, Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài vẫn phủ nhận những cái tin đó, không có nhận ra. Nhưng mà tin từ Washington cho biết Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin tình báo về các đơn vị Nga, nhờ đó Ukraine có thể giết chết được nhiều tướng Nga trong cuộc chiến Ukraine, theo các viên chức cao cấp của Mỹ. Các viên chức Ukraine cho biết họ đã sát hại khoảng 12 tướng Nga trên chiến trận, một con số khiến các nhà phân tích quân sự phải kinh ngạc. Trợ giúp mục tiêu là một phần trong nỗ lực tuyệt mật của chính quyền Biden nhằm cung cấp thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực tế cho Ukraine. Thông tin tình báo đó cũng bao gồm các chuyển động của quân Nga, dự đoán thu thập được từ các đánh giá gần đây của Mỹ về kế hoạch chiến đấu bí mật của Moscow cho cuộc giao tranh ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Họ từ chối tiết lộ có bao nhiêu tướng Nga đã thiệt mạng do sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và có nhiều cái điều mà các viên chức cao cấp đã xác nhận, nhưng mà dĩ nhiên là trên thực tế thì Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó, nghĩa là phải phủ nhận thôi. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.